Người chết có linh hồn tồn tại hay không? Người chết có linh hồn tồn tại hay không? Nếu không tồn tại, sao lại có ma? Hỏi cũng ghê phết đấy, chứ không phải là ấy đâu nhé. Người chết có linh hồn tồn tại hay không? Nếu không tồn tại, sao lại có ma? Nếu tồn tại thì linh hồn đó mãi mãi là ma, không siêu thoát được, thì thật là khổ. Xin Thầy chỉ dạy cho con biết. Người chết linh hồn có tồn tại hay không? Tùy theo. Trong Luận Đại Trí Độ nói rằng nếu mà người chết mà họ làm được, khi còn sống họ làm những cái việc cực thiện thì họ liền là những người tu, làm được nhiều việc cực thiện đó, ngay lập tức vừa chết thân vừa chết đi, hít vào không thở ra nữa, cái thần thức của họ liền được sinh về cõi lành, sinh cõi Phật, sinh cõi trời rồi, thì họ không còn phải ở trong thân trung ấm nữa, đó không còn gọi là linh hồn nữa. Vì vừa dứt bỏ tấm thân này, họ đi nhận thọ nhận một cái tấm thân khác ngay trong khoảng một sát na thật ngắn thôi, thì như vậy là gì? Không có ở trong cái khoảng trạng thái gọi là trung ấm thân, hay mình gọi là thần thức, hay gọi là linh hồn, nó phảng phất ở gì? Ở 7 ngày hay 49 ngày hay 1 ngày 2 ngày nữa, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, trong một sát na thôi, một tâm niệm rất ngắn thôi các quý vị, họ đã được đi thoát hóa đầu thai. Và trong Luận Đại Trí Độ cũng nói rằng những trường hợp cực ác như phạm vào tội tứ trọng ngũ nghịch và thập ác, thì ngay sau khi vừa nhắm mắt xả bỏ báo thân một cái thì thần thức liền đọa vào trong A Tỳ địa ngục. Nếu như phạm ngũ nghịch, nếu phạm tứ trọng tội thập ác thì đọa vào các địa ngục, và ngạ quỷ thì cũng ngay lập tức thì đọa vào trong đó, thì cũng không có trung ấm thân, tức là không có cái giai đoạn gọi là linh hồn tồn tại nhé. Ở trong giai đoạn thì khoảng không, trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ hay là 49 ngày đó cũng không có. Đấy, trường hợp cực thiện cũng không có, cực ác cũng không có. Cực thiện thì đi về cõi lành, cõi Phật, cõi trời, cực ác thì đọa vào trong A Tỳ địa ngục và các địa ngục khổ rồi, thì không có trung âm thân, không có linh hồn tồn tại nữa. Còn cái trường hợp mà thiện ác đều có, như trong Luận Đại Trí Độ nói thì thiện cũng làm mà ác cũng gì cũng có, thì cái trường hợp này sau khi xả bỏ báo thân đi, trung âm thân gì sinh ra ở trong một dạng ánh sáng như đứa trẻ từ 4 đến 6 tháng tuổi ở trong bụng mẹ, tức là nó khoảng ánh sáng nó khoảng bằng hai nắm tay này, tức là bằng quả bóng mà trẻ con hay chơi đó. Đấy, ở trong một dạng gì quang minh ánh sáng như thế, thì cái đó thì nhà Phật chúng ta gọi là trung ấm thân, ở thế gian chúng ta gọi là linh hồn, gọi là vong linh, gọi là linh hồn đó, gọi là vong, vân vân đó. Thì Phật tử này hỏi nói rằng nếu mà gì? Nếu có tồn tại nếu không tồn tại thì tại sao gọi là ma? Không phải cái trường hợp nào gọi là ma. Ví dụ như Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng các ngài nhập Niết Bàn một cái thì các ngài về cõi nhập cõi Niết Bàn, các ngài đâu có trung ấm thân, các ngài đâu có khổ sở nữa mà gọi là ma. Không gọi là ma. Đấy, không gọi là ma nữa. Hoặc nếu ngay lập tức làm việc ác đọa vào trong A Tỳ địa ngục và ngục rồi thì họ làm một tội nhân tội khổ, chịu khổ trong đó, khổ báo trong đó, cũng không gọi là ma nữa. Ma ở đây là chúng ta gì? Là thường là gọi cho những người ở trong cái trạng thái gọi là trung ấm thân. Và trung ấm thân đó sau 49 ngày thiện ác chưa phân đó, mà họ gì, họ cũng không đủ thiện để đi lên quái người và đi đầu thai về quái trời, cũng không đủ ác để đọa vào ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh cho nên họ ở lại cái thế giới, ở trong thế giới vô hình đó, mình gọi thế giới quái âm đó, mình gọi là ma đó. Và họ sẽ coi cái ngôi mộ cái nấm mộ đó thì chính là cái nhà của họ, cái nơi mà chôn khất thi thể và nắm xương của họ, nếu như đem hỏa thiêu nắm xương của họ đó chính là quay nhật, đấy là cái nhà của họ, và họ đi về ở đó, tạo thành gì? Ví dụ tạo thành một cái nghĩa trang cái nghĩa trang đó chính là cái khu phố gì, cái khu phố ở dưới, cái thành phố ở dưới quái âm đó các quý vị ạ. Đấy, nói nôm na thế cho nó chúng ta dễ hiểu, cho nên Phật pháp làm sao tôi cứ tìm những cái từ dễ hiểu nhất để giải thích cho chúng ta dễ hiểu đó. Đấy thì linh hồn có ở trong cái trạng thái thường là sau 49 ngày, cái thần thức của người đó không đủ để đi về quái lành, cũng không chưa đủ để vào trong quái ác, cho nên ở tạm lại cái thế giới ấy, có thể sống là 5 năm, 10 năm, thậm chí vài chục năm, thậm chí vài trăm năm, thậm chí đến hàng nghìn năm, tùy theo phúc báo của gì và nghiệp chướng của mỗi người. Ví dụ làm quỷ thần tuổi sống của họ có thể hàng nghìn năm, tuổi thọ của họ có hàng nghìn năm nếu như làm quỷ hoặc làm thần. Còn là ma
bình thường có thể nó vài chục năm, hàng trăm năm như chúng ta thôi, thì họ lại đi đầu thai, đi thoát hóa. Đó. Cho nên nó có hay không có, nó không nhất định đâu. Tùy theo của các cụ ngày xưa thường nói một câu cho chúng ta dễ hiểu nhất, đó là gì? Mỗi câu, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi gì ấy, mỗi cảnh, thì mỗi cái vong linh người ấy, mất đi, xuống họ làm ma hay làm quỷ hay làm Bồ Tát hay làm Phật hay làm người tu hay làm quái trời hay làm quái người, hay xuống trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, do mỗi nhân tu vạn hạnh của mỗi người chúng ta vậy. Đó. Cho nên Phật tử không phải lo cho họ là gì, bảo là nếu có linh hồn thì họ mãi là ma là quỷ ở dưới, không được siêu thoát hay sao, thật là thương họ và lo cho họ khổ. Không lo, chỉ lo cho mình đi đã. Giờ mình cứ lo cho bản thân mình, lo tu làm sao để sau này mình không phải là ma, mà ít nhất mình cũng phải là người, là gì, là trời và là gì ạ, là Bồ Tát, là thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc á, thì mới độ được chúng sinh, độ được cho người thân.